Hello, xin chào mọi người. Bữa nay mình lên chia sẻ mọi người làm lồng chim, nuôi chim cua gái mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Bữa nay mình lên chia sẻ cho mọi người làm lồng chim để nuôi chim cua gái, nuôi giải trí mọi người. Tôn mấy chục ngàn làm được 2-3 cái, rất là dễ làm luôn mọi người. Làm rồi mình không dùng cho nữa, mình sẽ đi thẳng trang đi làm chia sẻ cho mọi người làm lồng nuôi chim này. Lồng vừa mới làm xong rồi mình chỉ các bạn làm như thế nào. Mình lên đây mình chia sẻ mọi người đã đang nuôi chim cô gái hoặc là nuôi chim gì đó mọi người, để nuôi để anh em mình cũng biết và cùng làm đơn giản, chính là lồng chim, lồng nuôi chim. Đây mình tận dụng những gì trong nhà mình có mọi người. Đây là nắp quạng, còn cái này lưới 2-3 phân vậy đó, mình mua ngoài 1 mét 40 ngàn mọi người. Đây mua hết 1,5 mét. Cái dòng này hơn 1 mét mọi người, nên mọi người mua hơn 1 mét, 1 mét mấy, 1,1 mét vậy đó. Để đây lồng này mình làm 30 mọi người, để mình rồi khoảng 1,22 m để mình chữa lại, chữa là hai cái này đó, chữa cửa mình đo từ đây, rộng từ đây là 1,22 m hoặc là 1,23 m gì đó, tùy theo mình làm cửa lớn cửa nhỏ mọi người. Nhưng mình không hạn sắt này cũng được, mình bỏ thì lấy nắp, hai cái nắp quạt này thôi, rồi mua cái này găng vô rồi thôi. Hồi hàng sắt cái này mình hàng cho nó chắc. Đây cửa này thì theo mình muốn cửa lớn cửa nhỏ là 1,23 m, 1,22 m đó, tùy theo mọi người. Đây mình cắt sẵn nè, dầu này sẵn rồi. Đây. Đây mình cái canh quạt, cái quạt máy mình, quạt gió mình á mà nó hư, các bạn khỏi đừng có bỏ nắp quạt, thì sau này mình cần tới mình đem dùng. Cái này tùy theo mình làm, nếu các bạn nào muốn làm dài hơn thì sẽ dài, nó bự hơn, cao. Họ muốn lần ngắn rồi mình mang vô lên cái cao cũng được, không sao. Đây mọi người thấy không?
rất là dễ luôn, dễ làm. Đây lòng mình mới cọt cho người xem nè. Thì mình mua dây rút này nè, cột nó lại. Không cần làm mấy cái cây đứng này cũng được. Mình chỉ cần mua lưới này vô đây gáp là được. Đây mọi người. Đây lồng mới làm hoàn thành xong nè, cột cái kèm này mình văng quăng vô đại đại thôi, đâu có nghĩa là dính nè, không có ra được. Mình không cần đi mua cái lồng này nè, lồng này nhỏ xíu à, mua cái này hết 50.000 rồi, mua 1,5 m đi có 60.000, 60.000 làm 3 cái. Thấy không? Làm 3 cái nè, cái lồng luôn. Rồi cái này nó hoàn thành rồi, mình sẽ bỏ chim vô cho mọi người xem. Đây các em được cái lồng 10 nè. Lồng mới đẹp chỗ ở luôn nha mọi người. Một con chim bồ câu và hai con chim cu gai Thái, cu gai bông đẹp. Mọi người thấy không, làm có chút xíu mà được cái lồng. Tại cái này mình làm cái nắp này mình hạn lại nè, có máy hạn thì hạn lại luôn, hạn cho nó cứng. Còn không có hàng cái nắp nữa, mình lấy cái này mình cột lại, mình bịt lại cũng được, không sao. Thế mọi người thấy không, đẹp không, rất đẹp luôn nè, quá tuyệt vời. Đây mình chia sẻ cho mọi người cùng đam mê làm chim lồng chim cu gái nuôi sinh sản không được. Cái này mình nuôi sinh sản không được mọi người. Đó, mình nuôi đẻ rất là nhiều rồi. Chỉ cái lồng nhỏ thôi mà nó đẻ bình thường mọi người. Làm nè, mình quay cho mọi người xem trò mình làm cho nó đẻ nè. Cặp này mới mấy tháng mà chưa có đẻ mọi người. Đây làm ậu nó đẻ nè, rất là dễ nè. Nó đây chim cu trắng, cu Thái. Mình làm cho nó đẻ trên đây nè, mà nó chưa có đủ tuổi đẻ mọi người, mới có mấy tháng à, buông 5 tháng 6 tháng gì đó mà nó chuẩn bị đẻ rồi mọi người. Đây cu mái, cu đất mà nó cu Việt. Đây đi lộng mình làm hoàn thành, đẻ mấy lứa rồi. Tại cái này mới, mà con chim đẻ nó mới đội rồi, đội lấy hai con này, con đang đẻ đội qua bên kia. Chia sẻ cùng người làm cái lồng rất đẹp. Mua hôm qua mua 1,5 m nè, còn dư như đây luôn, làm hết 3 cái rồi. Còn cái này còn dư này là làm không có được, nếu mình làm mà mình nối lại cùng được, cùng được 1 cái nữa là tổng cộng là 4 cái luôn, 1 cái lồng.
Này, 3 cái lồng này. 60 ngàn. Rẻ tiền. 60 ngàn còn dư nhiêu đây nè. Lươi nè. Đây, cho người xem. Rất là dễ dàng. Cái nạp bạc này mình đi chỗ người ta bán dưa trái mua lại. Đập mấy ngàn à. Mua lại mình làm tận dụng, mua lồng nuôi chim cu gái sinh sản. Làm mấy cái lồng này mình mang lên, con chuột nó cũng pha đâu có được. Mang keo lên à. Cái lậu này không có bịch, mình bịch lại cũng được, không sao, không có bết cũng được, nó không có ra được. Đây mình thấy không, đẹp luôn nè. Mua lậu, các bạn mua lậu nhỏ hơn cái này xíu cũng được, không sao. Giờ mình tới đây xin tạm dừng rồi. Nếu mình mọi người xem thấy hay đăng ký và like, chia sẻ ủng hộ mình để kênh mình phát triển mọi người. Đây mình làm video tiếp theo cho mọi người xem. Rồi, video mình tới đây xin tạm dừng thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nha.